Đây là chiếc nhẫn mà Kỳ Lân thực hiện chế tác cao cấp theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng từ rất xa và đo chu vi chiều dài của cái ngón út của mình và gửi thông số chiều dài đó cho Kỳ Lân. Và Kỳ Lân thực hiện đúng ra cái nì vừa cho ngón tay út của khách hàng luôn. Tính ra thì ngón út của khách hàng với Kỳ Lân thì cũng xem với nhau á, vô cùng dễ thương. Cái chất liệu là vàng nguyên khối với máy móc hiện đại để nén được vàng, với công thức riêng của mình để ra được vàng cứng và không xốp không bọt, với hội ngoại để ra được cái ánh vàng bóng và ánh và sáng, thậm chí là có thể soi được, thì đã ra được tiêu chí luxury của Kỳ Lân rồi. Và đây cũng là tiêu chí của hầu hết đa số tất cả các hãng lớn về đồ cung cấp từ đất nước Thụy Sĩ, như là của thời trang Hermès và cũng như tất cả các hãng về đồng hồ cao cấp mà có sử dụng đến vàng. Kỳ Lân cũng theo tiêu chuẩn tiêu chí đó và thêm một số kinh nghiệm và một số đam mê nhiệt huyết với tâm huyết tạo ra được một cái sản phẩm đẳng cấp sang trọng thượng lưu với thương hiệu Kỳ Lân Luxury, thì đã có được tiêu chí riêng của Kỳ Lân Luxury là sản phẩm phải đẳng cấp sang trọng thượng lưu, từ chất liệu, từ tinh hoa của chế tác và từ máy móc để tạo ra được một sản phẩm đúng đẳng cấp, xứng tầm